ớt đỡ đi. Nãy giờ mình có đi thăm chùa không? Mới đi đêm nay mình theo ông anh mình với theo bác xui đi bắt ếch với đặt chuột cả nhà. Và bữa nay có một đám mưa rất là to nữa nha. Rồi nước đồng ruộng bây giờ nó cũng có nhiều nè. Rồi bây giờ mình sẽ đặt máy đặng mình đi bắt ếch với mình còn có bắt chuột nữa cả nhà. Ông có thể thấy chuột chứ mới chạy rừng nó thiệt. Mình có ếch có chuột gì mình sẽ ghi hình lại cho cả nhà mình cùng xem nha. Dính đặt một con cá rô luôn trời. Ủa cái này thật là thú vị đó. Đặt chuột dính cá rô luôn. Cá rô. Bây giờ dính được con nào là mình xào con nấy luôn cả nhà. Không có thà đó. Đặt chuột mà dính cá rô vậy lợi hại dữ thế. Chiều nay mưa quá trời. Chiều mưa cá nó cũng lên luôn. Mưa ở đây ở khu vực mình mưa lớn lắm cả nhà. Mình đặt chuột mà dính cá rô luôn. Cũng được một hai em chuột coi báo xuống. Dính cá nữa rồi. Trời ơi, chuột mà dính cá rô hoài luôn. anh hay dữ thiệt đó. Chuột dính cá rô hoài luôn, chuột có dính cá rô thôi. Thôi mình xin ốp video cả nhà. Chút nữa có dính chuột, dính ếch, dính cá rồi mình sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Chuột có dính cá không cả nhà, cá rô dính cá to luôn nè. Cá rô to luôn. Mỗi cái mỗi con luôn trời. Nó để thiệt ngộ. Đặt chuột dính cá mới lợi hại thiệt đó. Hồi nãy con cá kia chà bá luôn á đồ. Ừ. Con cá mà hồi nãy Rồi mình cũng chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc nha. Hôm nay mình đi vô cánh đồng Vĩnh Hưng á, cùng với mấy anh đi bắt cá, bắt ếch cả nhà ơi. Mời cả nhà đồng hành cùng với mình luôn nha. Còn sớm quá, chưa ếch chưa ra đâu. Giờ mình đi thăm chuột trước đi. Sớm quá, còn sớm quá. Mới có 9 giờ cả nhà. Đấy khoảng tầm 1-2 giờ khuya là ếch bắt cặp nhiều. Rồi hai anh em đi thăm chuột. Thấy chưa? Đừng có dính cái rô nữa nha. Nước ngập của sao trời vậy? Sao nãy không có ngập giờ ngập chứ vậy? Chiều mưa quá trời nước ngập chứ. Bên đây có đặt không? Có đặt gì vậy vậy? Đặt. Trời. Chuột nhỏ. Cá rô kìa. Dính cá rô nữa. Đây cái nữa cả nhà. Dính được em có rô nữa cả nhà. Dữ thiệt chứ. Thật có là cái lòng mà nhỏ xíu vậy. Rồi vô đặt chuột còn dính cái rô không. Dữ thiệt. Kìa, dữ rồi. Thấy có đạp không vậy? Không có. Bắt mày hết đi. Hai cái dính hai con cá rô luôn, lợi hại thiệt. Nãy giờ 6 cái dính hai cá rô đó. Có 12 giờ mới có bắt cặp. Sớm quá. Một em cả nhà ơi, quá to luôn. Hay quá ơi, được một em bỏ vô túi rồi đó cả nhà. Ít được phải không ha? Ít được. Được một con mã hàng. Về giờ hai anh em mới được có một con cả nhà. Cái này có chăng nó lên chảy quá. Phát hiện được cặp ếch rồi cả nhà ơi. Hai em
con quá to luôn. Quá đã cái nào nguyên cặp luôn nè. Hốt. Cái quá bự. Cái quá to luôn. Giờ quá đã. Bây giờ hai anh em đi kiếm cá cả nhà ơi. Bây giờ nghỉ đi bắt ếch, bây giờ hai anh em đi kiếm cá. Ai da, phát hiện một con cá ở trường lên bãi luôn cả nhà ơi. Đây 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 đây. Một em. Có dùng dòng con em nào nữa không? Thử thử đi. Một em ơi. Đâu 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 đâu. Đâu. Trời ơi, đã cầm nguyên cặp luôn cả nhà ơi. Hai em. Được hai em cá quá đã luôn. Đâu đâu, nhỏ đó, một em. Bây giờ hai anh em đi kiếm cá chút xíu nữa rồi mình đi vô nhà nghỉ đó cả nhà ơi. Trời mưa trường lên á. Trời mưa này đi, phía sông này trường lên hai con cá chê. Hai con cá chê trắng luôn cả nhà. Đang con nữa. Quá êm rồi cả nhà ơi. Đây. Hai con. Chà bá luôn. Cho mà vô vỏ luôn. Đã quá. Rồi tiếp tục. Thì dặn chắc hết rồi, để thống ra cái rồi luôn á. Rồi tiếp tục cả nhà. Đây, coi 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 coi. Hồi nãy có thấy cái gù nữa. Cái gù cũng to. Một em nữa cả nhà. Quá đã. Một con cá trắng thì luôn. Thì trắng. Quá êm cả nhà. Lên vô đây không? Đâu. Ai về? Ai biết thôi à. Thôi về mẹ đi. Sợ không có lội mệt á. Tính đi làm thêm căng nữa mà thấy mệt quá, giấc này cũng 3 giờ sáng rồi cả nhà. Mình cũng về luôn, ngủ luôn. Sáng mình quay thành quả ếch với cá cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây cả nhà, hôm trắng đêm cả nhà. Trắng đêm được đâu mấy con? 2, 4, 6, 7 con ếch cả nhà. 7 con ếch với được 3 con cá chê trắng cả nhà ơi. Trời nhiều chứ mấy con. Đi với ông anh mà ông cho hết trơn luôn cả nhà. Đi hai anh em mà ông mấy bữa trước bắt nhiều ông ăn nhiều rồi bây giờ ông còn nhiêu cho mình hết trơn luôn. Bảy gì? Rồi mình cũng xin kết thúc clip ở đây luôn cả nhà. Trời ơi, cả nhà có xem được clip mình ủng hộ mình một đăng ký kênh, một like cả nhà. Mình cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà.